Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Gì đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Monster Craft 2 nhé. Và nếu anh em nào thích video này hay lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ tập mới nhất của Monster Craft 2. Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Let's go. Cái này thì hôm nay tôi sẽ đi đánh và mình sẽ đi gọi là đi hết cái gọi là cái chap nha anh em. Hôm nay tôi đang ở chapter 4 rồi. Để xem ui nó có những con gì anh em. Đây là bốn con rất là mạnh của nó này. Con bốn tay, con đấm liên hoàn, con sử dụng đuôi và một con quái vật. Ui. Xịn đấy nhờ, mà không biết là liệu rằng chúng ta có đánh được nó không đây. Cố gắng nào, tiến lên nào. Team nó nhìn trông khỏe thế. Team nó trông mạnh thế anh em. Khá là mệt đấy, để đánh nhau bọn này không đơn giản để chiến đấu chiến thắng nó đâu. Ui. Xem nào, nó có quả trứng này. Tôi đang quay đó anh em ơi. Cố lên nào. Tuyệt chiêu, tôi không dùng tuyệt chiêu à? Không thể dùng tuyệt chiêu luôn anh em ạ. Chúa tất cả là hai quay ở bên này nhá. Mình sẽ đi gọi là phá đảo ở thế giới ảo của trò này anh em nhá. Ấy à, bình tĩnh. Lửa. Khe lửa. Rồi. Có sao một con nhỉ? Đây là triệu tập mắt này. Hàng ngàn cái mắt và chúng ta đã thắng rồi. Đơn giản. Đơn giản như đan dầu vậy. Ok. State of survival. Nhìn cũng khá là ok đấy chứ nhỉ. Nhìn khá đẹp chứ. Rồi đang kết nối tới player của trò chơi. Chúng ta đang ở phần chapter số 6 ở bên này. Confirm. Chiến đấu này anh em. Ê à, đông phết nhờ. Làm sao mà có thể đánh được. Chúng ta có cơ hội chiêu cái mình đánh luôn anh em ạ. Nó sẽ có 3 con bắn ở phía hàng sau, 4 con bắn hàng sau. Có một con tanker rất là mạnh ở phía trên này. Nó đang lao thẳng vào cái đội hình của chúng ta luôn đấy. Vũ công, vũ khiêng, có chiêu thức là dùng luôn anh em. Trận đầu là khó. Ôi. Đâu rồi? Chúng ta bị tiêu diệt mất một ít quân đấy anh em ơi. Nhưng không sao. Mình nghĩ mình có nên thay thêm một số cái loại quân mới của mình vào không nhỉ? Có lẽ mình nên thay vào anh em nhá. Cảm giác nó đang hơi yếu rồi đấy. Vũ công đây nào. Kiếm thánh. Rồi. Sẵn sàng vượt sấm sét từ phía xa nhá. Được. Đây sử dụng ngàn con mắt đấy anh em. Những hàn con mắt. Trời. Bắn đến đâu là toi cơ bên đấy ạ. Khỏe thế. Các bạn đã đạt được quiz. Chiến thắng rồi. Nhanh quá. Chúng ta đã chiến thắng rất nhanh chóng. Ok, chúng ta sẽ chuyển qua vẫn ở chapter 6 anh em nhá. Chúng ta vẫn ở chapter 6, đánh nhanh. Có tất cả là 10 mười mấy chapter ấy. Mình không để ý lắm như 15 hay 16 chapter gì đó. 16 chapter. Đồng tê, trời ơi, quân địch bằng số lượng với quân mình anh em ạ. Mà tại sao nó cứ tập trung ở phía dưới này nhỉ? Ở trong khi đó ở giữa rất là yếu này. Ở giữa không hề khỏe một tí nào luôn ấy. Ở giữa thì nó đánh tận nhà luôn kìa. Cố lên nào, sao nó khỏe nhỉ? Mà mình lại không khỏe bằng cái con này đáng lẽ nên để ở giữa này thì hợp lý hơn này. Sang trận kế tiếp nào. Ok chưa? Đoàn quân là thổi lửa phát nhở, dân lửa phát, đấy, búc câu lên, thắng quá rồi, nhanh quá, chúng ta đánh thắng trong vòng có một nốt nhạc, à cái game này cũng hay này anh em, hôm qua tôi cài về định chơi cho anh em xem đây, cái này người ta gọi là kết hợp vũ khí, Merzer Rust, cái này mang tên là Merzer Rust Z, nhìn hay ho phết nhở. Đây là chương 7. Đây là chapter số 7. Thấy chưa? Hiện tại là chapter số 7 rồi, hôm nay mình cố gắng lên 10 chapter. Cái game này chắc là mình sẽ làm trong khoảng 1 2 tập nữa và sau sẽ chuyển sang cái Monster Craft 1 nha anh em. Bung công lên. Chỉ có những con cấp độ SS thì mới có chiêu thức thôi nhá. Còn những con kia không có nhá. Có thể nó bắn theo từ xa này thì chỉ đánh được một cái địch chả. Cắt theo mình cần cái ở giữa này. Úi dồi, cái chiêu lửa này hay nhất này. Mình thấy chiêu lửa này cực hay. Và mình nghĩ mình nên để những con mạnh nhất của mình ở phía giữa anh em ạ. Thì tập trung nó toàn tập trung ở phía giữa thôi. Đấy, bây giờ chuyển hết lên phía giữa rồi. Ơ, chết mất. Sấm sét đâu rồi? Chết mất có sấm sét rồi à? Hình như chết mất có sấm sét rồi.
Nhỏ thôi rồi luôn anh em ạ. Tấn công, tấn công, tấn công. Quân địch đã tấn công vào doanh trại của chúng ta luôn ạ. Cái gì đây? Cái này là Lost Mobile Gamota. Lost Mobile. Chúng ta ở chapter mấy? Chapter 7 à? Đang ở chapter 7, mình đi hết vòng này có tất cả là 14 chapter thôi anh em ạ, cũng không quá nhiều đâu. Mấy tập trước là chúng ta còn sử dụng để gọi là kết hợp Master, nhưng mà hiện tại là đội hình Master của mình đang là mạnh nhất rồi, không cần thiết phải kết hợp nữa. Đây là đội hình gọi là xịn nhất rồi anh em ạ, trâu nhất rồi, bá nhất rồi. Bốn tay, con bốn tay đẹp ghê. Chúng ta búp công lên nào, búp công lên, đúng rồi, búp khiêng lên. Bắn mắt nào anh em. Lửa anh em ơi, lửa nào, lửa, phun lửa. Rotting rồi, chúng ta sẽ búp công. Búp công, búp công, búp công. Búp khiêng, búp công, búp khiêng. Ok chưa? Phi mắt. Chết rồi anh em ạ. Quýt, 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 quýt. Quýt khẩn cấp. Ô, cái gì đây? Quảng cáo game gì đây? À không, quảng cáo đây, quảng cáo Shopee anh em ạ. Đây có chữ Shopee, nhìn là biết. Tưởng quảng cáo game gì. Shopee, tải về ngay. Nhận ngay quả may. Xong nhá, xong nhá. Chúng ta đang ở cửa số 2. Confirm. Confirm player. Ok chưa, ok chưa. Tổng tấn công nào. Ấy, chà chà chà. Có gì hot, chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái skill bên này nhưng mà nó cũng không quá là mạnh. Búp cái này lên thắt. Búp kiếm thánh lên, búp kiếm lên. Búp khiêng lên. Bắn mắt lên. Ôi ôi. Phun lửa, phun lửa, phun lửa, phun lửa, phun lửa, phun lửa. Phun lửa, chết ngay. Bọn này không, đây là bọn này sử dụng team mạnh nhất chưa? Chưa anh em ạ, bọn này chưa thấy có những cái thành phần cấp độ S nó xuất hiện. Thì mình nghĩ là chưa phải là khỏe nhất. Mình đoán là bọn này chưa phải là khỏe nhất trong cái hội này nha. Úi xời ơi. Bắn rất nhiều mắt ở đằng khác anh em ơi. Giật sấm sét, thổi lửa các kiểu nữa. Chưa đánh rồi. Chúng ta cứ từ từ đánh thôi. Sao lắm giờ giật lóc cái quảng cáo của Shopee thế nhở. Shopee bắn bong bóng. Ok. Ok. Ok chưa. Đang kết nối với player của trò chơi. Chúng ta đang ở chapter số 7. Có hai đằng người khổng lồ. Một cái con này. Con này thì khá khỏe. Khổng lồ thì dĩ nhiên là rất là ngon rồi. Nó là con mạnh nhất của cái cấp độ S. Ủa, còn mạnh hơn cả cấp độ SS anh em ạ. Nhiều con cấp độ S mình thấy mạnh hơn cả cấp độ SS. Chẳng hiểu. Đống thế nhờ. Phía dưới có tận hai đằng tăng cơ nó mới đâm chết con đấy rồi. Như vậy là xong một con rồi. Toi cơ mà anh em. Chết rồi, nó đang tấn công mạnh quá, lực mạnh quá. Quay lại. Nó có hai con tăng cơ nhìn nó khác biệt nhờ. Chưa chưa khả năng là đẩy lùi kẻ địch nha anh em. Cho còn một đúng con SS duy nhất rồi kìa. Con này xong phim rồi. Mấy con tăng cơ nó lại chạy đi đâu? Cũng có lẽ là do cái sắp xếp đội hình của mình nó không hợp lý ấy. Tôi nghĩ phải sắp xếp lại. Tôi chắc chắn là phải sắp xếp lại rồi. Không phải để thế này được đúng không? Chắn luôn. Bọn này cũng khá trâu. Chúng ta đang vẫn ở chỉ cái phần mới màn 7 thôi mà. Đã có gì là xa quá đâu. Đã có gì là phải... phải cách nhau xa quá đâu. Lumber gì ấy? Lumber Jack à? Chặt cây đúng không? Lấy củi đúng không? Game này cũng hay và khá nhiều người thích game này. Magic Good anh em ạ. Idol Lumberjack. Idol bây giờ là cái thời đại của những cái game auto. Mà Việt Nam rất thích game kiểu auto anh em. Đây là đội hình này. 4 con quái nhân. Khỏe, trâu khỏe, dã man. Đồng thê nhờ. Đồng thê bạn ơi. Cái chưa ok chưa ủa tấn công mạnh quá. Mình đang kiểu dạng khó thở anh em ạ. Rất khó thở đằng khác. Búp khiêng lên. Búp giáp lên.
làm sao mà có chạy được. Tất cả của nó sẽ có tất cả là highway cho chúng ta nhá. Và dễ thôi, highway thì không khó khăn lắm đâu. Thổi lửa phát nè. Thôi lửa đi em, chết chết rồi đi này. Hay. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé. Bye bye.